Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tùng AMC. P, Tùng xin được chính thức công bố một dự án cực kỳ đặc biệt. Đó là sự kết hợp giữa Sơn Tùng AMCP và Garena Free Fire cho ra mắt nhân vật Skyler phiên bản trong thế giới ảo của Tùng. Đây sẽ là sự giao thoa của âm nhạc và game, của nghệ thuật và công nghệ. Hãy theo dõi những nội dung độc quyền trên website chính thức của dự án để nhận được những phần quà giới hạn từ Free Fire nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.